Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Thưa quý vị, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội liên tục tiếp nhận các ca bệnh có triệu chứng rất giống với bệnh lao, nhiễm khuẩn tụ cầu. Tuy nhiên, kết quả của xét nghiệm cấy máu là bệnh Whitmore. Bệnh nhân TVL, 58 tuổi, tại Sóc Sơn, Hà Nội, vào viện trong tình trạng viêm phổi, áp xe tiền liệt tuyến, trực tràng, kém ăn, sụt cân. Áp xe chính là các ổ nhiễm trùng do vi khuẩn tạo ra. Theo bệnh nhân chia sẻ, xung quanh khu vực ông sinh sống từng có trường hợp nhiễm bệnh này và tử vong. Bệnh nhân BCG, 48 tuổi, sống tại Can Lộc, Hà Tĩnh, làm thợ xây hay tiếp xúc với bùn đất. Người đàn ông này vào viện trong tình trạng sốt, sưng đau, áp xe tay trái, đau nhức trong xương. Trước đó, bệnh nhân từng nhiều lần bị áp xe ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, điều trị ở các tuyến trước và không tìm ra nguyên nhân. Bệnh nhân VDL, 45 tuổi, sống tại Trực Ninh, Nam Định, tiền sử khỏe mạnh bình thường. Bệnh nhân bị sốt cao nhiều ngày, ho đờm, khó thở, vào viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng. Nam bệnh nhân LDD, 45 tuổi, trú tại Thái Bình, tiền sử đái tháo đường và làm nghề lái tàu trên biển. Anh D được phát hiện có ổ áp xe trong não, vào trung tâm thần kinh, bệnh viện Bạch Mai cấy máu. Phát hiện vi khuẩn Whitmore, được chuyển sang điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới. Sau nhiều ngày điều trị kháng sinh và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã đỡ sốt, đỡ đau đầu, xét nghiệm ổn định. Tuy nhiên, nam bệnh nhân cần được điều trị kháng sinh và theo dõi kéo dài ít nhất trong 6 tháng tiếp theo. Bệnh Whitmore do vi khuẩn tồn tại trong môi trường bùn đất, nước, đặc biệt trong điều kiện môi trường sau mưa lũ hiện nay, nguy cơ mắc bệnh càng lớn, tỷ lệ tử vong lên đến 40%. Bệnh diễn biến cấp tính với các biểu hiện điển hình như viêm phổi, nhiễm trùng xương khớp, hệ thần kinh, gan, lách, tuyến tiền liệt, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh có thể diễn biến mãn tính với biểu hiện viêm phổi như lao hoặc áp xe nhiều cơ quan như nhiễm khuẩn tụ cầu. Vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với môi trường. Đặc biệt, người có vết chảy xước trên da, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Khi nhiễm vi khuẩn, những người có bệnh nền như đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh phổi, thận, gan, mãn tính dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong. Nếu được điều trị đúng và đủ pháp đồ, bệnh có thể được chữa khỏi. Để giảm nguy cơ mắc bệnh Whitmore, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân không nên tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, ứ đọng lâu ngày, đặc biệt khi có vết thương ngoài da, vết chảy xước, chảy máu. Nên mang theo dụng cụ bảo hộ lao động khi làm nông nghiệp, dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ để ngăn ngừa nhiễm trùng qua chân tay. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại các nơi bị ô nhiễm nặng. Không tắm gội, bơi lội, ngụp lặn ở các ao hồ, sông tại gần nơi bị ô nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với bùn đất và nước bẩn. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng. Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm, chết. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng, cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Những người có bệnh tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch cần được chăm sóc, bảo vệ các vết thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết bệnh viện đang điều trị hai bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, thường gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân thứ nhất là HNT, 43 tuổi, trú huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đi làm công nhân ở một tỉnh phía Nam được hơn 10 năm. Công việc hàng ngày là đi giao hàng đông lạnh cho các đại lý. Cách thời gian vào viện khoảng hơn một tháng, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, đã đi khám và điều trị, nhưng tình trạng sốt chỉ thuyên giảm, không khỏi hẳn. Ngày 28 tháng 8, gia đình xin cho bệnh nhân thôi điều trị để về quê ở tỉnh Hòa Bình. Ngay sau khi về đến Hòa Bình, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Bệnh nhân nhanh chóng được thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, trong đó có kháng sinh đặc trị bệnh Whitmore. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị viêm, tràn dịch màng phổi hai bên, áp xe gan, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc tích cực và hội chẩn nhiều chuyên khoa. Bệnh nhân thứ hai là BTC, 59 tuổi, quê huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
có tiền sử bệnh đái tháo đường. Cách thời điểm vào viện 1 tuần, người bệnh xuất hiện sốt cao, sưng nóng đỏ đau vùng cổ, tay bên phải, ho và khó thở tăng dần. Bệnh nhân C nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải hỗ trợ bằng thở máy không xâm nhập, sốt cao liên tục, rét run, thể trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, ho nhiều đờm. Có ổ áp xe vùng cổ tay bên phải, chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh đám mờ đông đặc và tràn dịch màng phổi hai bên. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dự kiến sẽ xuất viện sau khoảng 1 tuần và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống từ 3 đến 6 tháng tại nhà. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho em TTDM, 14 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mắc bệnh Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Đồng Nai. Theo gia đình bệnh nhân, đầu tháng 8 năm 2024, bệnh nhân nổi hạch ở vùng cổ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám. Lúc đầu, bệnh viện chẩn đoán cháu bé bị viêm hạch nên kê thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh nhi vẫn không đỡ, vùng cổ phải xuất hiện áp xe phần mềm. Gia đình đưa bệnh nhi vào bệnh viện mổ lấy hạch, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Đến cuối tháng 8 năm 2024, kết quả xét nghiệm của cả 3 bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết bệnh nhân nhiễm bệnh từ cộng đồng, có thể từ môi trường đất. Sau thời gian điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định, chờ điều trị đủ liều kháng sinh thì có thể xuất viện. Bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi điều trị tại khu cách ly riêng, hạn chế thăm nuôi để tránh lây nhiễm. Sau khi ghi nhận ca bệnh Whitmore đầu tiên, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện Xuân Lộc phương án phòng ngừa, tiến hành phun khử khuẩn trong nhà, xung quanh nhà bệnh nhi, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe. Được biết, bệnh Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người, là một bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong trên 30%, nhất là các trường hợp sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi nặng. Bệnh thường xâm nhập vào cơ thể người, qua da bị chảy xước. Những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm vi khuẩn nhưng không sử dụng bảo hộ lao động, nguy cơ cao mắc bệnh này. Bệnh Whitmore vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ lao động như mang găng tay, đi ủng. Trong trận lũ quét ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai, anh Sòng Xeo Vũ không quản đến an toàn của bản thân, đã liều mình vượt qua dòng lũ và cứu được 5 người. Anh Vũ cho biết, hôm đó anh cùng một số họ hàng sang nhà anh trai bắt cá. Khi đang đứng giữa sân chia cá cho từng nhà, anh nghe tiếng ầm ầm từ trên cao. Ngước nhìn về phía thôn, một cột bùn đất như thác bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trong đó có nhà của anh. Anh Vũ hoảng loạn chạy về, may mắn cứu được con của mình đang mắc kẹt ở bụi tre. Đưa được con lên bờ, anh Vũ thấy bên bờ có 5 người mắc kẹt đang kêu cứu. Lúc này, anh không quản ngại nguy hiểm, xông ra giữa dòng nước chảy xiết đưa họ vào an toàn. Anh Vũ chia sẻ, lúc đó, nước lũ có thể tiếp tục ập xuống rất nguy hiểm, nhưng thời khắc như vậy, mình không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là trên hết. Đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương, anh Ma A Bung, 27 tuổi, thôn Nậm Tông chia sẻ. Ngay khi nghe thấy tiếng ầm ầm trên đỉnh đồi, cùng tiếng đá đập vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn như sấm rền. Anh Bung vừa chạy ra khỏi nhà, thì nước lũ trên đỉnh ập xuống cuốn anh theo dòng nước. Anh Bung kể, tôi rất may mắn. Căn nhà mình trôi phía sau đã che chắn những hòn đá lớn không đập vào người. Tôi bị trôi khoảng hơn 200 mét thì bị dòng xoáy cuốn vào gốc cây và bị mắc kẹt ở đó cho đến khi được anh Vũ cứu. Lúc bị mắc kẹt ở gốc cây, anh Vung đã cố lấy hết sức kêu cứu. Rất may anh Vũ vừa cứu con trai mình lên bờ nghe thấy tiếng hô hoán đã liều mình ào ra giữa dòng nước lũ để cứu anh Vung vào bờ an toàn. Anh Vung chia sẻ, nếu không có anh Vũ liều mình cứu kịp thì dòng lũ tiếp theo sau đó ập về sẽ vùi lấp tôi. Vì khi tôi lên bờ được mấy phút, đợt nước lũ cùng với đất đá tiếp tục chảy xuống như thác đổ. Cũng đang nằm điều trị vết thương ở bệnh viện, chị Tráng Thị Lay, 41 tuổi, thôn Nậm Tông cho biết, gia đình chị sống sót là điều thần kỳ, nhờ vào sự dũng cảm của anh Vũ. Rất may, chị cùng con và cháu nội đều thoát nạn. Cả 3 người đang được điều trị tại bệnh viện và sức khỏe mọi người đã dần ổn định. Chị Lay nhớ lại, mưa lớn cả tuần, người lớn không lên nương trồng trọt được, các cháu nhỏ cũng không thể tới trường nên mọi người tập trung ở nhà. Trận lũ ập xuống đã cuốn cả nhà tôi đi. Tôi, con trai và cháu bị mắc kẹt giữa 2 hòn đá lớn, nên chỉ bị những hòn đá nhỏ và cành cây va vào người, bị thương nhẹ.
Một lúc sau, chúng tôi được anh Vũ kéo ra khỏi hai hòn đá và đưa lên bờ. Gần một tuần qua, hàng trăm người gồm công an, quân đội, cảnh sát cơ động, đội tìm kiếm cứu nạn tự nguyện vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Mặc dù thời tiết nắng nóng không thuận lợi khi không có điện, sóng điện thoại chập chờn, nhưng việc cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai đang được đẩy nhanh. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 23 người thiệt mạng, 11 người mất tích, toàn huyện còn hàng nghìn điểm sạt lở. Hiện các quả đồi đất đã ngậm căng nước, xuất hiện nhiều điểm nứt mới, nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở đất cao với khối lượng lớn. Hiện còn hai tuyến đường vào xã Nậm Khánh và Bản Cái chưa thông, mọi công tác cứu trợ phải đi bộ. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 386 tỷ đồng. Huyện Bắc Hà đã huy động trên 2.000 người, 30 máy xúc đào, thành lập các tổ cơ động để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.